Ngọc Thủy xin được gửi lời chào thân mến đến tất cả quý vị đang xem chương trình ngày hôm nay. Hôm nay thì Thủy muốn chia sẻ một cái vấn đề rất là hot và chắc chắn là vấn đề này sẽ được đông đảo các chị em phụ nữ đồng cảm rất là nhiều. Thưa quý vị, trong cái thời buổi hiện đại bây giờ thì thật sự là Ngọc Thủy cảm thấy rất là thương cho chị em phụ nữ chúng ta, bởi vì hơn 8 giờ đồng hồ để làm công việc bên ngoài xã hội, khi mà trở về nhà nghỉ là đã được nghỉ ngơi rồi, nhưng mà không phải, hàng tá những công việc nội trợ không tên vẫn đang chờ đợi chúng ta. Nào là nấu ăn rồi chăm sóc gia đình chồng con, đúng không ạ? Nhiều khi chúng ta không còn cái thời gian trống nào hết để mà chăm sóc cho bản thân mình rồi lo lắng cho bản thân mình nhiều hơn. Vậy thì làm sao đây ạ? Năm dài tháng rộng thì chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi và hạnh phúc gia đình có thể bị lung lay bởi vì điều đó. Bởi vì lâu dần thì nhan sắc nè, sức khỏe và tinh thần của chúng ta cũng xuống dốc đi rất là nhiều. Và Ngọc Thủy xin được chia sẻ một cái bí quyết ngày hôm nay là ngay bây giờ quý vị hãy lên ngay cái thời gian biểu cho một ngày làm việc của mình. Ví dụ như là thời gian làm việc là như thế nào, rồi khi nào thì chúng ta ăn uống ngủ nghỉ, cũng như là tập thể dục thể thao để cho sức khỏe mình tốt hơn. Và quan trọng là khi mà quý vị lên cái thời gian biểu cho mình á, thì quý vị sẽ trôi ra được một khoảng thời gian nho nhỏ để mình có thể làm được những cái công việc mà mình yêu thích, đúng không ạ? Ví dụ như là tham gia một cái khóa học ngắn hạn nào đó về cắm hoa, làm bánh, hay là học khiêu vũ, hay là tập yoga chẳng hạn, đúng không ạ? Để nâng cao sức đề kháng và làm cho mình cái cảm thấy là cái cuộc sống của mình thoải mái và thú vị hơn nhiều. Và ngày hôm nay Ngọc Thủy rất là tự tin giới thiệu đến quý vị một người bạn hiện đại có thể trợ giúp rất nhiều trong công việc, giúp cho quý vị có thêm nhiều thời gian để chăm sóc bản thân mình và có thể chăm sóc tổ ấm gia đình của mình tốt hơn nữa. Đó chính là chiếc tủ lạnh Aqua Magic Cooling với mã sản phẩm là AQRT249MA. Và bây giờ thì Ngọc Thủy sẽ điểm qua 4 điểm sáng chính của chiếc tủ lạnh Aqua Magic Cooling này quý vị nha. Đầu tiên đó chính là chiếc tủ lạnh Aqua Magic Cooling của chúng ta được ứng dụng công nghệ inverter đang là xu hướng toàn cầu, có thể giúp tiết kiệm điện năng tối đa. Và thứ hai đó chính là chiếc cửa tủ lạnh với bề mặt thép giả gương trông rất là sang trọng và tinh tế, bền bỉ với thời gian. Thứ ba chính là gì thưa quý vị? Đó chính là không thể không nhắc đến một cái ngăn đông với 5 chức năng Magic Cooling có thể giúp cho bạn tùy chỉnh mục đích sử dụng, mục đích lưu trữ khác nhau trên ngăn đông. Và cuối cùng đó chính là khay kính linh hoạt thưa quý vị. Khay kính linh hoạt có thể giúp quý vị tối ưu hóa không gian lưu trữ ở trong ngăn mát. Rất là nhiều những cái tính năng tuyệt vời, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết của sản phẩm này. Quý vị thân mến, không biết là cái yếu tố đầu tiên nào khiến cho quý vị lựa chọn mua một món hàng? Đa phần là 70% người tiêu dùng khi mà mua hàng dựa vào cái ấn tượng đầu tiên. Không biết là quý vị như thế nào, nhưng mà riêng Ngọc Thủy thì Ngọc Thủy thấy là cái ấn tượng đầu tiên của Ngọc Thủy với chiếc tủ lạnh Aqua Magic Cooling ngày hôm nay, phải nói là nó rất là tuyệt vời luôn. Ấn tượng đầu tiên đập vào đó chính là chiếc cửa tủ lạnh với bề mặt thép giả gương như thế này thưa quý vị. Nó có hai công dụng chính. Đầu tiên đó chính là sự bền bỉ chắc chắn của thép, bền bỉ theo thời gian với một chiếc tủ lạnh như thế này. Và điều thứ hai đó chính là nó toát lên cái sự sang trọng, tinh tế và đẳng cấp của bề mặt thép giả gương. Quá là đẹp luôn đúng không ạ? Và quý vị ơi, với chiếc tủ lạnh Aqua Magic Cooling ngày hôm nay Ngọc Thủy giới thiệu chỉ có phiên bản màu đen là có cửa tủ lạnh bề mặt thép giả gương thôi nha. Và có thể nói chiếc tủ lạnh này là một cái điểm nhấn rất là tinh tế trong gian bếp nhà bạn đó. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng khám phá ngăn đông quý vị nha. Đây, hãy cùng mở cửa ngăn đông nào. Một cái cảm giác mát lạnh trào ra ngay lập tức thưa quý vị. Với ngăn đông của chúng ta thì quý vị hãy nhìn vào bên trong nè, một cái thiết kế rất là hiện đại. Và ngăn đông của chúng ta được ứng dụng công nghệ là Magic Cooling với 5 chức năng rất là thông minh thưa quý vị. 5 chức năng đó là ngăn lạnh nè, tiết kiệm điện nè, ngăn đông, đông nhanh và đông mềm. 5 chức năng trong một cái ngăn đông như thế này thì quả thật rất là thông minh đúng không ạ? Ví dụ như nếu như mà quý vị muốn trữ trái cây và rau củ thì quý vị sẽ để ở cái nhiệt độ là 4 độ C hoặc là âm 7 độ C thì dùng để trữ đông các loại thực phẩm mềm dùng trong thời gian ngắn ngày. Và mức đông âm 12 độ C là mức đông tiết kiệm điện dành cho những gia đình ít dùng đá. Âm 18 độ C là nhiệt độ trữ đông thông thường của tủ lạnh ngăn đông và dùng để trữ đông các loại thực phẩm mà đã qua chế biến. Và âm 22 độ C là dùng để làm đá nhanh hơn và trữ đông các loại thực phẩm ở độ lạnh sâu. Quá là tuyệt vời và tiện lợi đúng không quý vị? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá ngăn mát tủ lạnh nha quý vị. Đây, mở ngăn mát ra, phải nói là một cái diện tích rất là rộng, chúng ta có thể chứa được rất là nhiều thực phẩm bên trong đúng không ạ? Thưa quý vị, và chứa với chiếc ngăn mát tủ lạnh này, quý vị hãy cùng quan sát nha. Ở đây còn có một rãnh trống, có nghĩa là chúng ta còn có thêm một cái ngăn ở trên nữa đúng không ạ? Không biết là Aqua có quên đưa cho chúng ta khay kính nào hay không, nhưng mà không phải như vậy đâu nha.
cái rãnh trống này là một cái rãnh vô cùng linh hoạt để chúng ta có thể là nới rộng cái diện tích từng ngăn. Ví dụ như là trong trường hợp chúng ta muốn trữ một cái trái dưa hấu thật là to hay là một ổ bánh kem bự thì sao? Đây, quý vị có thể là tháo cái ngăn kính này ra và lắp vào trong cái rãnh trống này. Quá là linh hoạt đúng không ạ? Như vậy thì cái tầng thứ hai của chúng ta sẽ rộng và cao hơn rất là nhiều. Và cả hai chiếc khay kính này chúng ta đều có thể di chuyển rất là linh hoạt cho quý vị. Để Ngọc Thủy làm thử một khay cho quý vị xem nè. Đó, tháo ra lắp vào rất là dễ dàng đúng không ạ? Vậy thì quý vị không có lo là cái tình trạng tháo lắp khay kính quá là khó khăn ảnh hưởng đến cái việc lưu trữ của chúng ta rồi. Và chế độ thứ hai nữa cũng rất là tuyệt vời thưa quý vị, đó chính là chế độ làm lạnh 360 độ của chiếc tủ lạnh Aqua Magic Cooling này. Làm lạnh 360 độ có nghĩa là hơi lạnh sẽ được phân bổ đều khắp trong tủ lạnh. Mọi ngăn đều rất là lạnh, không có bị tình trạng là lạnh ít hay là lạnh nhiều tụ lại ở một điểm. Như vậy thì trái cây của chúng ta nè, đồ ăn thức uống của chúng ta nè sẽ rất là tươi ngon. Quý vị thấy không ạ? Dâu thì rất là tươi, trong cái màu rất là đẹp, rất là giòn nè. Rồi táo nè, rồi các loại sữa chua, trái cây. Trời ơi, nhìn thôi là mình muốn làm ngay một cái mẻ salad rồi quý vị ơi. Trông nó ngon lắm và nó giòn lắm đúng không ạ? Và còn có chi tiết nữa mà quý vị cần phải quan tâm mà chúng tôi không thể nào không nhắc đến, đó chính là công nghệ DeoFresh. Công nghệ này có khả năng là khử mùi và diệt khuẩn. Bởi vì khi mà chúng ta trữ đồ ăn trong tủ lạnh quá nhiều thực phẩm như thế này nè, chúng ta dễ dàng bị khó chịu bởi những cái mùi của thực phẩm nó lẫn trộn vào nhau, tạo ra một cái mùi khó chịu đúng không ạ? Nhưng mà công nghệ DeoFresh sẽ làm việc đó cho quý vị, sẽ khử mùi và luôn tạo ra một cái mùi thơm hài hòa dễ chịu trong ngăn mát tủ lạnh. Và chưa kể là còn có khả năng diệt khuẩn nữa. Như vậy thì tất cả những cái thực phẩm trong tủ lạnh sẽ được đảm bảo là không có bị vi khuẩn xâm hại, đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình của chúng ta quý vị nha. Bên cạnh đó thì quý vị có thể nhìn thấy ở đây, hệ thống đèn LED rất là thông minh. Mỗi khi mà chúng ta mở tủ thì đèn LED này sẽ tự động bật sáng lên, giúp chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy thực phẩm bên trong như thế nào, có tươi ngon hay không, có cần phải lấy ra bỏ vào cái gì nữa hay không đúng không ạ? Rất là thông minh và vẫn tiết kiệm điện năng tiêu thụ nha quý vị. Wow, có thể nói là một chiếc tủ lạnh chúng ta có thể đáp ứng đầy đủ những nhu cầu thiết yếu trong một gia đình. Và như vậy thì thưa quý vị, quá là tuyệt vời để chúng ta có thể chăm sóc gia đình của mình tốt hơn. Quý vị và các bạn thân mến, hầu hết các sản phẩm tủ lạnh Aqua hiện nay đều ứng dụng công nghệ inverter tiên tiến. Và chiếc tủ lạnh Aqua Magic Cooling ngày hôm nay Ngọc Thủy giới thiệu cũng không ngoại lệ. Điều đó có nghĩa là hóa đơn tiền điện của quý vị mỗi tháng sẽ nhẹ đi rất là nhiều, giảm hẳn nỗi lo cho người bạn đời đúng không ạ? Và với chiếc tủ lạnh Aqua Magic Cooling ngày hôm nay thì chị em phụ nữ không cần phải mất quá nhiều thời gian để nấu nướng nữa đúng không ạ? Bởi vì nó là một chiếc tủ lạnh rất là thông minh. Chúng ta có thể mua sẵn đồ ăn đã chế biến bên ngoài, trữ trong tủ lạnh, đến khi về thì chỉ việc lấy ra và ăn liền thôi, tiết kiệm được thời gian nấu nướng quá rồi. Vậy là chúng ta sẽ có thêm nhiều thời gian để chăm sóc bản thân mình, yêu thương bản thân mình nhiều hơn và chăm sóc vun vén cho cái tổ ấm gia đình mình mỗi ngày mỗi hạnh phúc hơn. Thưa quý vị, và mọi thông tin về sản phẩm chiếc tủ lạnh Aqua Magic Cooling ngày hôm nay Ngọc Thủy giới thiệu, quý vị có thể biết thêm chi tiết nếu như quý vị gọi đến số hotline 1800585832 hoặc là liên hệ qua website aquavietnam.com.vn hoặc là fanpage Aqua Việt Nam quý vị nhé. Ngọc Thủy rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị ngày hôm nay. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.